gửi lời chào đến các bạn và chúng ta đang đến với Who Trend Top Gen Z hỏi các sếp trả lời. Kiên trì kiên định với mục tiêu thì đó là con đường để dẫn bạn đến với thành công. Vậy thì khi nào chúng ta nên từ bỏ? Tin anh đi, em từ bỏ đi. Dành ra thêm một năm nữa học với trình độ tương đương và bắt đầu cuộc đời mới. Không sao cả, biết từ bỏ là rất quan trọng. Ngày hôm nay chị Who Trend Top đã đến với trường đại học quốc tế Hồng Bàng, có thể gặp gỡ với các bạn sinh viên cực kỳ năng động và đáng yêu tại đây và để xem có những điều thú vị nào mà Who Trend Top mang đến các bạn nha. Xin mời. Thế hệ Gen Z bây giờ đang có rất là nhiều cái lợi thế. Các bạn Gen Z đang cập nhật và học hỏi công nghệ rất là nhanh. Khi mà em đã đạt được một cái đỉnh cao nào đấy thì em phải biết chuyển cái đỉnh đấy sang một cái đỉnh cao hơn để em tiếp tục chinh phục, chứ đừng làm tại một chỗ nếu như mà mình đã đạt được đỉnh cao rồi. Ngày hôm nay tiêu chí đầu tiên của các doanh nghiệp đang nhìn đến các bạn là khả năng tư duy độc lập và năng lực phản biện. Thành công hay không mình nghĩ là do cái kiểm soát được cảm xúc. Quốc tế Hồng Bàng và xin được chào các bạn Gen Z. Chúng ta đang cùng đến với chương trình ngày hôm nay và mình là Ngọc Nhi. Yeah. Xin được gửi lời chào đến các bạn và chúng ta đang đến với Who Trend Top Gen Z hỏi các sếp trả lời. Và các bạn đã sẵn sàng cho chương trình ngày hôm nay chưa ạ? Các bạn thân mến, sự kiện Who Trend Talk là chuỗi sự kiện nằm trong hệ sinh thái của chương trình Cơ hội cho ai Who Trends, với hy vọng là có thể mang những thông điệp, những giá trị thiết thực cũng như là nguồn cảm hứng và những cái năng lượng từ chương trình truyền hình thực tế số 1 về việc làm tại Việt Nam, Cơ hội cho ai Who Trends, đến gần hơn với người lao động và đặc biệt là với các bạn sinh viên, với thế hệ các bạn Gen Z. Và chúng ta thấy là đây là một sự kiện có thể giúp cho các bạn tìm ra câu trả lời. Câu trả lời gì ạ? Câu trả lời xoay quanh những vấn đề về việc làm. Câu trả lời về mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và người lao động mà các bạn đang quan tâm. Và trong Who Trend Talk thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với các sếp và họ sẽ đóng vai trò là những mentor, có thể cho các bạn những cái lời khuyên nè và đưa ra cho các bạn những cái ý kiến để chúng ta có thể hoàn thiện được bản thân mình cũng như là xây dựng và phát triển được sự nghiệp của mình. Và trước khi chúng ta gặp gỡ với các sếp trên sân khấu này thì hãy cùng gặp gỡ với một khách mời rất đặc biệt. Và xin được chào đón khách mời ngày hôm nay, Tôn Phạm. Hello Tôn, một màu đỏ rất là hồng vàng. Lời đầu tiên thì cho phép Tôn Phạm được gửi lời chào tới các thầy cô, ban giám hiệu, các sếp và toàn thể tất cả các bạn sinh viên tại Đại học Hồng Bàng ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì Tuân Phạm đến khá là sớm với mọi người. Đây là lần thứ mấy mà Tuân đến với Đại học Quốc tế Hồng Bàng rồi? Đây là lần đầu tiên mà mình có cơ hội được chạm chân tới Đại học Hồng Bàng. Trước khi mà Tuân đến đây thì Tuân có hỏi bạn Đạt, trợ lý của Tuân rằng là Đạt Đại học Hồng Bàng như thế nào. Thì Đạt có cho Tuân xem qua và Đạt chỉ nói đúng một câu là: anh ơi, trường này rất giàu. Và ngày hôm nay thì thực sự là chạm chân đến đây thì mình đã ngửi thấy mùi tiền tràn ngập đây rồi. Và hy vọng rằng là tất cả các bạn sinh viên tại Đại học Hồng Bàng sau này ai cũng sẽ thành công và giàu có. Và trước khi mà đến đây thì em có tình cờ xem được một đề thi tuyển học sinh giỏi môn văn tại tỉnh Quảng Nam. Và nó cũng là một câu chuyện rất là hay, muốn chia sẻ với các bạn. Ở trong đề thi đấy thì nó có một cái đoạn văn như thế này: khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta cứ nghĩ hạnh phúc sẽ đợi mình ở một nơi nào đó trong tương lai. Nghĩ thế rồi chúng ta vội vã đi tìm, đi rất nhanh, đi rất vội, đi mãi cho đến khi mà mình đã đi qua hết tất cả những cái năm tháng thanh xuân của mình thì mình mới chợt nhận ra là mình chưa một lần nào thực sự được chạm tay vào hạnh phúc. Nhưng mà lúc đấy thì chúng mình không còn trẻ nữa. Và khi mà người ta không còn trẻ thì người ta lại quả quyết rằng tuổi trẻ chính là hạnh phúc. Vì vậy mà các bạn, chúng ta đang được sống ở trong một cái độ tuổi mà nó tươi sáng nhất, hạnh phúc nhất và tràn ngập những điều diệu kỳ nhất. Anh hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thương và trân trọng tuổi trẻ của mình. Và các bạn cũng là những người rất may mắn sống trong một ngôi trường rất là to, rất là đẹp. Và giống như tôi nói là giàu có, đúng không? Một tràng pháo tay cho sự giàu có của tất cả chúng ta. Không ạ. Và kính thưa tất cả quý vị đại biểu cùng với tất cả bạn sinh viên thân mến, chúng ta đang cùng đến với talk show Who Trends Talk, Gen Z hỏi, các sếp trả lời. Và ban tổ chức cũng đã mời đến đây lãnh đạo của các doanh nghiệp ở Việt Nam và chính là các sếp tham gia chương trình Cơ hội cho ai Who Trends để có thể chia sẻ và tiếp cận gần hơn với tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, điểm đến đầu tiên của chương trình. Và Ngọc Nhi xin được trân trọng giới thiệu các đại diện ban tổ chức. Về phía trường Đại học Hồng Bàng xin được trân trọng chào đón Thạc sĩ Trần Thúy Trong Quyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Và xin các bạn sinh viên hãy dành một tràng pháo tay để chào đón đại diện các thầy cô từ các khoa, viện, bộ môn, phòng ban, trung tâm. Đại diện nhà sản xuất Alo Media xin được trân trọng giới thiệu ông Cao Thế Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Alo Media. Và hãy dành một tràng pháo tay để chào đón chị Lý Minh Phương Quỳnh, Giám đốc sản xuất chương trình Who's Gen Cơ Hội Trai. Và tất nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của các sếp mà các bạn đang rất chờ đón đây ạ. Xin được giới thiệu sếp Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Một tràng pháo tay để cùng chào đón sếp Dương Long Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Lợi Group. Và khách mời tiếp theo chính là sếp Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc DH Foods. Được biết là có một cái điều đặc biệt nữa là ngày hôm nay để có thể xuất hiện ở đây và trao đổi với các bạn sinh viên thì sếp Tiến của chúng ta là bay từ Hà Nội vào, đúng không ạ? Và sau khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì sếp sẽ bay ngay sang Nhật luôn, có công việc bên đó. Cho nên mới thấy là cái tình yêu của các sếp dành cho các bạn sinh viên, nên là một tràng pháo tay dành cho các sếp của chúng ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe các sếp có một cái lời chào đến các bạn sinh viên. Em xin mời sếp Dũng trước ạ. Xin chào các bạn, mình rất là vinh dự lần đầu tiên được đứng ở đây và cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công trong cuộc đời. Dạ, xin mời sếp Tiến. Dạ vâng, chào các bạn, tôi tên là Hoàng Nam Tiến. Tôi làm việc ở FPT. Ngày hôm nay một trong lý do mà tôi đến đây lại vì là bạn Tôn Phạm này. Vâng, tôi thuộc lại fan hâm mộ của bạn này. Dạ, em cảm ơn ạ. Tôi biết là có đến 2 mấy triệu người follow bạn. Chào tất cả các bạn sinh viên cùng với lại các đại biểu đang ngồi trong hội trường của Hồng Bàng. Trước khi đến đây thì tôi có kiểm tra lại hệ thống nhân sự của bên Thắng Lợi Group. Chúng tôi đang có 20 nhân sự là đang xuất thân từ sinh viên đại học Hồng Bàng. Wow. Em xin được gửi lời chào tới các anh, các chú ạ. Với em thì em vẫn luôn tin vào một câu nói là những ai tin vào phép màu thì sẽ nhìn thấy nó. Và từ trước đến nay thì em chưa bao giờ có một cơ hội nào đó để gặp gỡ hay là để thậm chí là chung sân khấu với các cô các chú mà ở trên mình một cái bậc mà rất là cao. Và ngày hôm nay thì tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì giấc mơ của em thành hiện thực ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn chương trình Who Chance Cô Cho Ai ạ. Xin cảm ơn chị ạ. Và ngày nay thì có một cái câu mọi người hay nói như thế này: tuyển nhân sự mà Gen Z á, các sếp lo lắm. Bởi vì đây là một cái thế hệ mà thích nhảy việc và thích bật sếp đó. Cho nên là bên cạnh cái sự năng động, cái tôi thì các bạn Gen Z cũng hơi mang tiếng một xíu. Vậy thì không biết là từ phía những lãnh đạo, những người tuyển dụng, những doanh nghiệp thì các sếp nghĩ gì về cái ý kiến đó ạ? Ngọc Nhi muốn nghe ý kiến của sếp Dũng trước ạ. Ở trong công ty mình ấy thì các bạn nói là mình trẻ nhất trên mà bật không phải bật sếp mà mình phải bật lại các bạn. Vì các bạn là người ra quyết định, các bạn là người làm là chính. Từ lúc mà thành lập công ty cho đến bây giờ thì có rất nhiều các bạn là sinh viên thực tập và đã ở lại công ty. Và những vị trí quan trọng nhất và cho đến nay cũng vậy. Thì đấy là một cái may mắn cho mình là có một cái tập thể trẻ trung và rất là năng động. Nên mình nhắc lại, mình cũng là Gen Z. Giờ mình lắng nghe ý kiến của sếp Tiến về các bạn Gen Z đi ạ. Trước khi có Gen Z thì tôi cũng phải khoe. Tôi làm ở FPT đến giờ là đúng năm thứ 30. Và tôi từ ngày ra trường chỉ làm ở FPT. Nhưng mà tôi đã làm ở 6 cái hướng kinh doanh khác nhau. Cứ lâu lâu làm ở FPT tôi lại xin gặp anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn, và bảo là cho em đổi việc. Và anh Bình cũng rất là chiều tôi, bởi vì là nếu không tôi không được đổi việc, thế nào tôi cũng nghỉ. Tôi nghĩ rằng các bạn Gen Z bây giờ thực sự các bạn nên đổi chỗ làm việc sau độ 2 đến 3 năm. Thực sự các bạn nên suy nghĩ một cách nghiêm túc đến việc đổi cả nghề của mình sau một số năm nào đấy. Nếu mà cảm thấy nhàm chán, nếu mà cảm thấy là thất vọng, và điều này phải ủng hộ và không có gì đặc biệt cả. Thế ở FPT chúng tôi thì có điểm khác ấy, là chúng tôi có 6 lĩnh vực khác nhau, hoàn toàn khác nhau mà chung nhau một chữ thôi là công nghệ. Vì vậy thì nếu mà các bạn làm chỗ chúng tôi, nó một cơ hội rất lớn để các bạn có thể nhảy việc mà vẫn nhảy ở trong tập đoàn. Vâng, tôi phải khoe luôn, chúng tôi sắp đón nhân viên thứ 65.000, nên nha các bạn yên tâm đi. Anh khoe là Thắng Lợi có 20 bạn, tôi thật sự tôi không dám khoe bởi vì số bọn tôi đông lắm. Vâng. Rất rất đông, hàng trăm bạn từ Hồng Bàng đang làm việc tại ở FPT. Vâng. Wow. Và tôi nghĩ rằng là trong những năm tới còn nhiều trăm bạn nữa sẽ làm cùng chúng tôi. Đấy. Dạ. Tôi ủng hộ Gen Z bởi vì
cá nhân tôi thường xuyên nhảy việc. Tôi làm những việc hoàn toàn không hề liên quan gì đến nhau. Hiện nay tôi làm về viễn thông, trước đây tôi làm về phần mềm, trước đấy nữa tôi làm bất động sản, trước đấy nữa tôi làm phân phối, trước đấy nữa tôi làm trưởng phòng kinh doanh của FPT, chẳng liên quan nhau. Những năm gần đây thì tôi không có làm việc trực tiếp với nhiều với các nhân viên, chủ yếu là làm việc với các lãnh đạo. Các lãnh đạo bên tôi thì thế hệ Gen Z thì chưa có. Chủ yếu các bạn mà đang cao nhất thì chắc được làm trưởng phòng thôi. Các bạn sinh năm khoảng tầm 98, 99. Những năm gần đây đó, bên tôi sinh viên năm 3 là đã được vào nhận làm chính thức luôn rồi. Nhận lương đâu đó khoảng gần 1.000. Thế hệ Gen Z bây giờ đang có rất là nhiều cái lợi thế trong một cái môi trường, một cái thế giới đang rất là nhiều biến động và cập nhật. Đặc biệt là cái việc mà các bạn Gen Z đang cập nhật và học hỏi công nghệ rất là nhanh. Đó là lợi thế của các bạn. Tôi thì tôi ngược lại với sếp Tiến một chút. Các bạn nên kiên định với một số cái mục tiêu cá nhân của mình. Nếu mà có lựa chọn mà nhảy việc hoặc là thay đổi thì cũng phải bám sát cái mục tiêu của cá nhân của các bạn. Dạ, ngày hôm nay thì em đến đây thì em có chuẩn bị một cái câu hỏi mà em tin rằng là đây cũng là một câu hỏi chung của các bạn thế hệ Gen Z của em. Đâu là tiêu chí mà các sếp ưu tiên hàng đầu khi mà tuyển các bạn Gen Z về công ty của mình? Và vừa nãy trong cái lúc mà ngồi phòng chờ thì em có nghe sếp Tiến chia sẻ với các anh chị báo chí rằng là một trong những ưu tiên mà hàng đầu đó chính là tư duy phản biện, đúng không ạ? Em muốn nghe anh chia sẻ nhiều hơn ạ. Trước đây tất cả thế hệ chúng tôi và thầy cô giáo ngồi đây bắt đầu ra trường đi làm bao giờ cũng được nhắc là phải ngoan ngoãn cố gắng, tức là loại ngoan cố đấy. Và ngoan ngoãn cố gắng luôn luôn được là một tiêu chí từ năm lớp 1. Các bạn cứ nhìn lại học bạ mà xem, tất cả những học sinh giỏi toàn diện bao giờ cũng được là các em học sinh này rất ngoan ngoãn và luôn cố gắng trong học tập. Tôi nói thật, điều này luôn luôn đúng. Nhưng ngày hôm nay khác rồi. Ngày hôm nay tiêu chí đầu tiên của các doanh nghiệp ta nhìn đến các bạn là khả năng tư duy độc lập và năng lực phản biện. Lý do, ngày hôm nay tất cả những ý tưởng, những cái định làm nó trở nên rất bình thường. Thậm chí tôi nói thật là hỏi trí tuệ nhân tạo, ví dụ như hỏi ChatGPT bản 4 chấm chẳng hạn, có khi tốt hơn hỏi các bạn. Đấy là thật lòng. Vì vậy nếu như các bạn không có tư duy độc lập, không có những ý tưởng riêng của mình, không bảo vệ được những ý kiến đấy, thì các bạn sẽ trở thành những người bình thường và dần dần sẽ trở thành những người tầm thường. Điều thứ hai, đối với tất cả các bạn bây giờ ra trường, đấy là khả năng gọi là lifelong learning, tức học tập suốt đời. Lý do, kiến thức ngày hôm nay thay đổi nhanh quá, công nghệ ngày hôm nay thay đổi nhanh quá. Tất cả những gì các bạn đang học ở Hồng Bàng sẽ cũ trước khi các bạn ra khỏi ngôi trường này. Vì vậy, thành ra chúng tôi có chia sẻ rằng việc quan trọng nhất của nhà trường bây giờ không phải là truyền đạt kiến thức, mà là làm sao đào tạo người sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển bản thân, thì các bạn ấy mới tồn tại được về sau này. Nếu như ngày xưa ở công ty chúng tôi, những chuyên gia của chúng tôi thường là đâu đó có 10-15 năm kinh nghiệm, còn bây giờ các bạn sinh viên ra trường đi vào những hướng mới nhất, các bạn ấy ngay lập tức có vị trí của mình. Vì vậy lifelong learning, tức khả năng học tập suốt đời của mình, sẽ thay đổi. Khác hẳn thế hệ chúng tôi học ra trường về cơ bản dùng được 5-10 năm. Và điều thứ ba, tôi vẫn nói tiếng Anh. Ai cũng nói tiếng Anh hết, trường Hồng Bàng lại có chữ quốc tế lại càng tiếng Anh. Nhưng tiếng Anh bây giờ các bạn phải nhớ, tiếng Anh bây giờ là ngôn ngữ để làm việc, để sống, để giải trí, không còn là ngoại ngữ. Chừng nào các bạn nghĩ tiếng Anh là ngoại ngữ thì các bạn bị loại ra khỏi cuộc chơi này. Bởi vì thế giới đã thực sự phẳng. Tôi đang có hàng chục ngàn nhân viên ngồi Việt Nam làm việc ở trên toàn cầu, và thế hệ các bạn cũng chắc chắn vậy thôi. Điều thứ tư, điều này thì các trường tôi nói thật rất tệ. Đấy là gì ạ? Là thể lực. Trí tuệ sáng suốt, một con người thông minh thì phải có một cơ thể khỏe mạnh và có một tinh thần lúc nào cũng năng động. Số sinh viên của trường Hồng Bàng mà có thể chạy được 10 km, có thể bơi được 1 km, chắc rất ít. Và tôi muốn nói các bạn, khi đi ra tất cả các nước, các bạn thông minh không khác gì các kỹ sư từ Israel, từ Ấn Độ, từ Mỹ, nhưng thể lực của chúng ta kém hơn rất nhiều. Vì vậy các bạn sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh của mình. Tại sao yếu đi? Bởi vì lý do rất đơn giản. Các bạn có thể check ngay điện thoại của mình. Mỗi một ngày các bạn đang dùng hơn 6 tiếng đồng hồ để lướt TikTok, để lướt Facebook, để chat, để vào YouTube. Và vì vậy các bạn rất yếu. Các bạn trai cứ hay thắc mắc là tại sao phải biết bơi. Tôi trả lời là việc biết bơi không liên quan đến chuyện là ngày mai bạn sẽ cứu người yêu hay cứu mẹ mình, mà nó liên quan đến chuyện là các bạn có đủ sức khỏe để làm việc, để chơi hay không. Bây giờ chơi cũng phải cần rất nhiều sức khỏe. Bốn điều đấy là bốn điều mà tôi muốn chia sẻ. Tôi rất là cảm ơn Tun. Anh em mình mặc dù không có phối hợp gì nhưng mà hỏi rất đúng ý nhau. Dạ vâng. Và em cũng muốn hỏi thêm về anh Thành, thì đâu là tiêu chí hàng đầu để anh lựa chọn các bạn Gen Z về công ty của mình ạ? Tôi thì tôi quan tâm đến cái sự tập trung của các bạn. Tại vì tôi quan sát tôi nhận thấy là một cái điểm yếu của các bạn Gen Z bây giờ, các bạn hay lan man. Cái món nào các bạn cũng biết, nhưng mà các bạn lại hỏi ra lề không biết món nào hết. Hỏi về chuyên sâu á,
nếu mà đã xác định chọn cho mình một cái món nghề nào đấy thì bạn phải luyện cái nghề của mình thật là giỏi và thật là sâu. Nó bổ sung thêm nói là các bạn bây giờ thì các bạn cứ nghĩ là mình cái nào mình cũng giỏi, nên là các bạn cũng làm nhiều thứ. Chính vì vậy nên là khi mà cần đến một chuyên sâu một cái nào đó thì cuối cùng là mình lại không đạt được đến mức như là mức nghề. Nếu mà có một cái chia sẻ thì tôi mong muốn, hoặc là như tôi là tôi chọn phỏng vấn mà tôi chọn nhân sự thì tôi cũng đánh giá cái yếu số sự tập trung nó quan trọng. Chúng tôi luôn luôn khi mà trải qua nhiều năm thất bại cũng nhiều, thành công cũng có, thì mới chợt nhận ra là yếu tố để giúp một người thành công, các bạn đừng nghĩ chuyện là chúng ta vì chúng ta sáng tạo, vì chúng ta thông minh hay là vì chúng ta tài giỏi, mà kiên trì kiên định theo đuổi mục tiêu thì mới dẫn đến thành công được. Còn khi mà cứ gặp bất kỳ một cái điểm checkpoint mà chúng ta không muốn vượt qua, chúng ta rẽ phải, chúng ta quay đầu thì không bao giờ chúng ta thành công được. Cảm ơn anh Thành, anh nói rất là chính xác. Và một người cuối cùng mà em cũng rất là muốn lắng nghe ý kiến của sếp Dũng. Định nói nhưng mà anh Tiến anh nói hết bao nhiêu lời hay ý đẹp anh nói sạch rồi. Thế ngồi cạnh anh Tiến có cái nguy cơ đấy là rất khi nói được cái gì hơn nữa. Tuy nhiên mình có bổ sung ấy, anh Tiến nói đúng, với học sinh ra trường ấy thì kiến thức các bạn học nó sẽ lỗi thời rất nhanh. Và cái đấy 40 năm khi mình học đại học, 40 năm trước ấy, mình học đại học, ngay năm thứ nhất ông giáo sư trưởng khoa, ông ấy nói với 150 học sinh trong khoa, các cô cậu học xong khi ra trường quên đi. Các cô học cách để học kiến thức, tiếp thu kiến thức mới nhanh nhất, chứ không phải giữ được cái kiến thức này. Cái này nó chỉ là cái bàn đạp, đúng không? Nên cố gắng học tốt nhất có thể, cố gắng tập trung nhất có thể, vì cái đấy là cái bước đầu tiên để sau này ta đi vào công việc, ta có thể tập trung vào công việc. Đấy, nên các bạn hãy học thật tốt và hãy tập thể dục thể thao thật tốt, và hy vọng sẽ đến 60 tuổi vẫn đá bóng như mình. Cảm ơn. Tôi nhắc các bạn ấy, học điểm cao thì tốt nhưng đừng làm thủ khoa. Kinh nghiệm của tất cả các doanh nghiệp ấy là rất ngại tuyển thủ khoa. Tất cả những bạn sinh viên mà tốt nghiệp thủ khoa ra trường, sau khi được tuyển dụng trong vòng 2 năm thế nào cũng bỏ doanh nghiệp đấy để đi học tiếp. Cái hội học giỏi nó thế. Vâng, cứ học giỏi là học hoài à, rồi học thạc sĩ, rồi học tiến sĩ. Thế là doanh nghiệp vừa tuyển vào vì thấy là thủ khoa quý quá, bỏ công đào tạo này nọ, xong các em biến mất. Đấy là kinh nghiệm của chúng tôi và tuyển loại giỏi thứ gì. Tin là các bạn sinh viên ở đây cũng có rất nhiều những câu hỏi và những cái thắc mắc để hỏi các sếp. Bây giờ thì các bạn nào có câu hỏi mình giơ tay ha. Ban tổ chức sẽ gửi micro đến cho các bạn và mình đặt câu hỏi trực tiếp cho các sếp luôn ạ. Hôm nay là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta có thể tiếp thu và ở một cái trạng thái lắng nghe. Nên là hy vọng rằng là các bạn trẻ hãy cứ tự tin đặt câu hỏi đi, bởi vì là không có quá nhiều cơ hội để mình có thể gặp gỡ các sếp đâu. Nên là các em có cái điều gì mà đang băn khoăn trong mình mà các em muốn mọi người giải đáp, các em cứ tự tin đặt câu hỏi. Cho xin câu hỏi đầu tiên đi ạ. Sếp Hoàng Nam Tiến có nói là kiên trì kiên định với mục tiêu, đó là con đường để dẫn bạn đến với thành công. Em có một câu hỏi là vậy thì khi nào chúng ta nên từ bỏ? Em hỏi ai? Sếp Tiến là người hồi nãy đưa câu trả lời, nhưng mà em là fan Manchester United. Tôi biết ngay, tôi nhìn bạn là tôi đoán ngay rồi mà. Vâng, tôi cũng nói luôn, tôi là anti của MU, tôi là fan của Chelsea. Đội tôi dạo này hơi kém nhưng mà thôi là không sao. Bạn biết là trong bóng đá có câu ấy, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Nên nhớ cái điều đó. Còn kiên trì kiên định là gì? Mình có định hướng trong cuộc đời của mình ấy. Mình có thể làm nhiều việc khác nhau, nhưng mình nên có cái định hướng, một cái mục đích sống của mình, nên đi theo con đường đó. Có thể làm nghề khác nhau nhưng mục đích phải chung. Cái câu chuyện nó sẽ rất là dài, nó không đơn giản trong trả lời một câu. Muốn làm thành con người như nào thì bạn hãy sống như vậy và đừng từ bỏ nhé. Cho dù có khó khăn, bạn thấy nhé, MU coi như 30 năm rồi đúng không? Có giải đầu tiên, nên kiên trì và kiên định. Cho tôi phản biện. Vâng, tôi luôn luôn thích phản biện. Cái từ mà never give up tiếng Anh ấy, em viết lại mà xem. Never xuống dòng, give rồi dậy xuống dòng là up, thì câu viết tắt của nó là ngu. Nghĩa là gì? Thực sự khi mà chúng ta chọn lựa sai, chúng ta phải biết từ bỏ. Tôi muốn nói với bạn như này, các bạn ngồi trong trường này có thể bạn đã chọn nhầm cái ngành học của mình, và đến khi ra trường các bạn phải vô cùng thất vọng. Và tại sao tôi lại sai lầm như này? Tôi có hàng trăm nhân viên chọn nghề về công nghệ thông tin, về lập trình, và sau đấy các bạn chợt nhận ra là để làm nghề lập trình cần phải ngồi từ 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng chỉ nhìn cái mặt màn hình thôi. Bọn tôi gọi là người tình mặt vuông nhiều hơn bất kỳ ai cả. Và cái màn hình đấy nó rất là boring, rất là nhàm chán. Nó không giống như màn hình của Facebook, giống như màn hình của TikTok, rất nhàm chán. Và bạn đấy nói rằng là em có thể làm rất nhiều việc nhưng em không thể nào ngồi mãi một ngày 8 tiếng được. Nhưng bây giờ em lỡ học 5 năm ra trường, học bách khoa. Và tôi nói rằng tin anh đi, em từ bỏ đi. Dành ra thêm 1 năm nữa, học với trình độ tương đương và bắt đầu cuộc đời mới, không sao cả. Như vậy là biết từ bỏ là rất quan trọng. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho một bạn tiếp theo đặt câu hỏi dành cho các sếp của chúng ta. Lúc nãy nói rằng là đi làm có nhận lương hay không, bây giờ chúng ta câu hỏi hay có tiền có khi phấn khởi hơn. Ôi có tiền rồi. Anh chịu đầu tư bao nhiêu tiền cho câu hỏi tiếp theo? 500.000 cho câu hỏi hay nào các em ơi. Được.
mà 1 triệu đồng nếu mà câu hỏi hay mà lại là nữ. Hay hay không thì là tôi sẽ không bao giờ là người đánh giá, hai sếp bên sẽ là người đánh giá. Vâng. Yeah. Nhưng mà thế không bình đẳng. Tại sao nữ được gấp đôi? Cuộc đời nó vốn dĩ không công bằng anh ạ. Em muốn cho các bạn nam ở đây thấy hiểu rằng là cuộc đời không công bằng. Nãy em thấy có bạn nào giơ tay là nam nhưng mà nghe nói nữ thì bạn rụt tay xuống hả? Không sao, 500 ngàn cũng được. À rồi, xin mời bạn nam ở đây. Một cánh tay thẳng tắp của em. Dạ, em xin chào các sếp cũng như các thầy thầy quán ngồi ở đây. Thì em giới thiệu em là Lê Hoàng Sơn, đang là sinh viên năm 2 ngành Digital Marketing. Em có một câu hỏi là theo các sếp thì sinh viên năm nhất, năm 2 thì có nên đi thực tập không? Tại vì em thấy thì khi nhìn vô vị trí ứng tuyển á, thì thường là yêu cầu năm 3. Thì tại sao các công ty lại không thiết kế cái lộ trình thực tập ngay từ năm nhất để chúng ta không bị lãng phí mất định hướng trong 2 năm đầu? Ghi nhận câu hỏi này hay. Có 500 nghìn. Yeah. Ôi. 500 nghìn đầu tiên. Chúc mừng em nha. Rất tuyệt vời đấy. Tôi trả lời bạn luôn là các bạn nên nghĩ rằng là mình sẽ đi làm ngay từ năm nhất chứ đừng nghĩ là đi thực tập. Thì bên tôi không có khái niệm là thực tập sinh. Các bạn có thể chọn ngay đi làm. Một số doanh nghiệp có vị trí làm cho các bạn làm theo kiểu part-time hoặc cái thời gian linh hoạt của các bạn thì các bạn có thể bố trí phù hợp được. Tại vì nếu mà chúng ta vẫn còn cái tư duy chúng ta là chúng ta đi thực tập á, tại vì thực và tập mà, xét cái tư duy mình ngay là mình phải đi làm và nó tạo ra cái giá trị cho doanh nghiệp và đóng góp được cho cái gì đó cho cái công việc nơi mình sẽ nhận. Thật câu hỏi hay nhưng mà trả lời rất là khó. Phụ thuộc vào bạn có tìm được cái việc làm nó phù hợp với cái ngành bạn học không. Giống như các bạn sinh viên nước ngoài nhá, bạn đi làm việc rất nhiều từ những năm đầu tiên, nhưng theo tôi là khi anh đi học ấy nên tập trung tối đa ban ngày đi học, buổi tối đi làm ấy thì khả năng mà làm tốt hay là học tốt cũng khó. Sẽ có người làm được nhưng không phải ai làm được, và thế mình sẽ lãng phí thời gian mình học đi. Nên tập trung vào học thật tốt, học những kỹ năng thật tốt để chuẩn bị hành trình cho cuộc đời của mình. Đấy là ý kiến của riêng tôi, tức là làm cái gì nên tập trung vào cái đó, tận dụng tối đa. Vì bạn học xong ở trên trường về nhà bạn phải đọc thêm sách chứ đâu có phải chỉ trên trường là xong đâu, hoặc bạn tham gia những cái khóa bổ sung. Đấy là ý kiến của cá nhân. Cảm ơn. Bạn yên tâm là mình có 500 nghìn rồi ha. Và ban tổ chức sẽ liên hệ và gửi phần quà để đến cho bạn sau. Có ghi hình không có sợ sót đâu. Rồi bây giờ 1 triệu đi, các bạn nữ đâu rồi? Vô tay liền. Chuẩn bị 2 triệu, 3 triệu luôn ra. Dạ, xin mời bạn trước đi ạ. Dạ, em chào các sếp. Em là Phương Trà, là sinh viên năm 2 của ngành Digital Marketing. Em muốn hỏi là hiện tại thì ChatGPT đã ra đời rồi, vậy thì các sếp có nghĩ là sau này các bạn sinh viên Gen Z trở về sau sẽ có nguy cơ thất nghiệp rất là cao hay không ạ? Câu hỏi này quá hay, bởi vì tuần trước tôi vừa trả lời đúng câu hỏi này ở trường với 800 sinh viên ở trường Tôn Đức Thắng. 1 triệu đúng không ạ? Vâng. Uy tín luôn. Khi mà được hỏi rằng là vào năm 2030 những nghề nào sẽ biến mất, vào năm 2030 thì Digital Marketing và Content Marketing là một trong hai nghề hot nhất ở trên thị trường. Nhưng đấy cũng là hai nghề mà dễ mất việc nhất, và các bạn sinh viên đều thua ChatGPT. Hãy đăng ký tham gia Cơ hội cho ai Futures ngày hôm nay để chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá